Vợ giả vờ bị bắt cóc để tống tiền chồng. Thưa quý vị và các bạn, một người phụ nữ Trung Quốc đã giả vờ bị bắt cóc để lừa lấy tiền của chồng sau khi tiêu hết tiền cho bạn trai quen qua mạng. Theo tờ tin tức Quý Dương buổi tối, người phụ nữ đến từ thành phố Tuân Nghĩa thuộc tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã giả vờ bị bắt cóc và gửi một video qua điện thoại di động cho chồng để yêu cầu khoản tiền chuộc 20.000 nhân dân tệ, tương đương 65 triệu đồng người chồng tên Hu đã nhận được một đoạn video vào ngày 31 tháng 7 cho thấy vợ của anh ta bị dán băng dính ở miệng và dường như rất đau đớn. Ngay lập tức, Hu đã chuyển 3.000 nhân dân tệ vào số tài khoản của kẻ bắt cóc. Sau khi không thỏa thuận được với kẻ bắt cóc về thời gian chuyển 17.000 nhân dân tệ còn lại, Hu đã thông báo sự việc cho cảnh sát tỉnh Quý Châu. Sau khi điều tra, cảnh sát nghi ngờ người vợ đã tự quay phim mình bị bắt cóc. Kết quả kiểm tra tài khoản ngân hàng của kẻ bắt cóc cho thấy các lệnh rút tiền được thực hiện tại tỉnh Hà Nam, cách tỉnh Quý Châu gần 2.000 km. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy người vợ không bị kiểm soát trong phòng ở của một công trường xây dựng tại tỉnh Hà Nam. Người vợ đang nằm trên giường và sử dụng điện thoại di động khi chúng tôi phát hiện cô ta. Một cảnh sát cho biết như vậy và cảnh sát còn cho biết thêm không có ai khác tại hiện trường lúc đó người phụ nữ tên chen sau đó đã thừa nhận giả vờ bị bắt cóc vì cô ta đã tiêu hết số tiền với bồ mới quen qua mạng tại tỉnh hà nam cô ta được đưa trở lại tỉnh quý châu và có thể bị cáo buộc phạm tội gây mất trật tự xã hội